Chào mừng anh em đã quay trở lại với One Way Mobile, mình là Hương Giang. Trong thị trường loa Bluetooth di động đang ngày càng phát triển thì Marshall Emberton 2 nổi bật lên với thiết kế nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, phù hợp với những ai yêu thích âm thanh chất lượng cao nhưng lại không muốn mang theo một thiết bị cồng kềnh. Marshall, một thương hiệu nổi tiếng với đa số người dùng trong lĩnh vực âm thanh, với cái thiết kế rất là cổ điển nhưng mà vẫn đậm chất hiện đại. Và tất nhiên Marshall Emberton 2 không phải ngoại lệ rồi. Nhìn em nói nhỏ con này thôi nhá, nhưng mà nó có võ đấy. Thì hãy cùng mình xem chiếc video này xem em nó sẽ mang lại những cái trải nghiệm âm thanh ấn tượng như nào nhá. Let's go. Đối với loa Emberton 2 thì Marshall vẫn giữ nguyên thiết kế giống phiên bản tiền nhiệm trước đó của thương hiệu, từ kích thước cho đến trọng lượng, và tất nhiên chất riêng của Marshall chúng ta không thể nào lẫn đi đâu được. Loa khoác lên mình vẻ ngoài cổ điển và sang trọng, bên ngoài loa được bao bọc bởi cao su nhưng giả vân da, mặt trước và mặt sau thiết kế lưới nổi bật với logo Marshall. Phải nói thật thì thiết kế này quá ưng mắt và đẹp đi. Bên trên loa sẽ có hai nút chính là nút Bluetooth và nút joystick. Nút Bluetooth sẽ là làm chìm hơn, còn nút joystick kết hợp với nút nguồn sẽ là làm nổi bật lên để tích hợp với các chức năng như là tăng giảm âm lượng, nick bài, power play. Ôi, chỉ có vài giây thôi mà nghe phấn khởi các bạn nhỉ. Và chất âm mình sẽ bàn sau nhá. Thì quay về với thiết kế, thì với thiết kế nhỏ gọn nhưng cầm rất đầm tay thì bạn có thể dễ dàng đem đi chơi này, đem đi du lịch, thậm chí là đem đi biển, bởi em nó có khả năng chống nước IP67 rất là an toàn cho loa. Tuy nhiên các bạn đừng để em nó ngấm nước quá lâu nhé, không em nó mà ngủ thì quay lại bắt đèn mình đấy. Và độ đầm nhất định cùng với công suất tối đa 20W khi đặt trên bàn kết hợp với hai driver hai bên thì bạn mở mắc âm lượng với mức độ rung của loa cũng không làm loa bị xây dịch đi. Chính vì điều này mình thấy âm thanh của loa cũng được gọn gàng và không bị bóp méo bởi độ rung của loa. Loa Marshall thì luôn luôn nổi tiếng với chất lượng âm thanh xuất sắc và Emberton 2 cũng không làm người dùng thất vọng. Lần đầu tiên khi mà mình bật nhạc trên con loa này thì mình phải bất ngờ về cái âm lượng cũng như là độ chi tiết của âm thanh phát ra một chiếc loa nhỏ như thế này. Emberton 2 được trang bị công nghệ True Stereophonics giúp tái tạo âm thanh 360 độ một cách hoàn hảo. Mình đã để chiếc loa này ở một vị trí cố định trong phòng và cảm nhận được âm thanh được phát ra khá là rõ ràng và đồng đều cho cả phòng dù mình đứng ở bất cứ vị trí nào. Bass là một yếu tố đầu tiên cần nhắc đến khi mà đánh giá âm thanh. Thì khi mà mình trải nghiệm với chiếc Emberton 2 này thì mình thấy em nó sẽ khá dính với những cái dòng nhạc ít bass hơn như là acoustic này, ballad hay là rock nhẹ. Với những dòng nhạc nhẹ thì mình thấy âm thanh cho ra khá là trong trẻo, nghe rất là có hồn. Bạn có thể nghe rõ chi tiết từ cái tiếng âm thanh guitar acoustic này cho đến những giọng hát vocal dù là nam hay là nữ. Với những dòng nhạc mạnh nhiều bass như là EDM thì Emberton 2 sẽ hơi lép vế một chút. Thì cũng dễ hiểu thôi, đây chưa hẳn là một điểm mạnh của Marshall, nhưng âm thanh cho ra vẫn rất là gọn gàng cũng như là có lực này và có điểm nhấn các bạn nhé. Tổng quan thì với chiếc loa nhỏ gọn để nghe hàng ngày thì mình đánh giá em nó nghe khá là dễ chịu, mượt mà, không bị chói tai hay là mệt tai khi nghe trong thời gian dài. Thậm chí ở những âm track vẫn thể hiện được chi tiết, tinh tế. Tuy không thể bằng những chiếc loa to hơn nhưng vẫn khiến người nghe có những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời. Âm lượng của chiếc Emberton 2 mình đánh giá khá là to các bạn nhé. Bởi vì khi mà mình bật loa to hết cỡ thì mình cảm thấy là hơi nhức đầu các bạn ạ. Và mình sẽ phải giảm volume xuống. Vậy thì các bạn cầm đi du lịch này hay là đi dã ngoại ngoài trời thì không phải lo về khoản âm thanh nữa rồi nhá. Một ưu điểm lớn nhất của Marshall Emberton 2 đó là thời lượng pin khá là khủng, có thể lên đến 30 tiếng trong một lần sạc. Nhưng mà theo mình trải nghiệm thì em nó khoảng hơn 20 tiếng thôi. Có thể là do cách mình sử dụng cũng như là mình bật to thường xuyên. Loa là sử dụng cổng sạc Type-C và được thiết kế bên cạnh loa khá là tiện. Bên trên loa cũng có đèn LED để hiển thị tình trạng của pin. Loa sẽ cần 3 tiếng để sạc đầy và nếu như bạn cần gấp thì bạn có thể sạc nhanh 20 phút thôi và vẫn có thể sử dụng đến vài giờ nhé. Về kết nối, Emberton 2 sử dụng Bluetooth nên bạn dùng máy nào cũng có thể dễ dàng kết nối từ laptop tới điện thoại. Và khi sử dụng trong khoảng cách từ 8 đến 10 mét, âm thanh không bị gián đoạn hay bị mất kết nối nha. Mọi người có thể tải app Marshall về để có thể sử dụng thêm những tính năng khác của loa như là EQ nhé. Và cuối cùng là về giá thì Marshall Emberton 2 thì có giá là khoảng 2.890.000 đồng và mình đã thấy giá đã giảm hơn khá nhiều so với thời điểm ra mắt. Và mình thấy đây còn một chiếc giá rất là hợp lý rồi và âm thanh mang lại còn đạt hơn kỳ vọng nữa thì rất đáng để trải nghiệm các bạn nhé. Marshall Emberton 2 có thể nhỏ về kích thước nhưng chắc chắn sẽ là một chiến binh mạnh mẽ trong giới loa Bluetooth di động. Với thiết kế đậm chất Marshall này cùng với chất lượng âm thanh sống động kết hợp với thời lượng pin dài thì Marshall Emberton 2 không chỉ là một chiếc loa mang theo bên mình đâu mà còn là một trải nghiệm âm nhạc hoàn hảo. Nếu như bạn quan tâm đến chiếc Marshall Emberton 2 này thì mình sẽ để link sản phẩm ở bên dưới để cho mọi người tiện tham khảo hơn nhé. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo.